Con trai Ngáo đã chém gục mẹ ở Hà Nội, từng có tiền sử nghiện ma túy nên có biểu hiện tâm thần xu hướng bạo lực. Sau khi hành hung bà Hát, bị cáo dùng dao tiếp tục tấn công nạn nhân. Ngày 20 tháng 6, Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Việt Tùng, 39 tuổi, trú quận Ba Đình, mức án 12 năm tù về tội giết người. Nạn nhân là bà DTH, 63 tuổi, mẹ của bị cáo. Tùng là người có tiền sử nghiện ma túy. Sống cùng bà Hát, anh ta chịu ảnh hưởng của ma túy, nên có biểu hiện tâm thần xu hướng bạo lực. Nạn nhân nhiều lần bị con trai hành hung, đe dọa. Rạng sáng ngày 23 tháng 8 năm 2022, thấy nhà có khói do bà Hát đốt tờ giấy để đuổi chuột. Tùng bực tức rồi dùng chiếc ô đánh gãy tay mẹ đẻ. Nghe nạn nhân van xin, Tùng đe dọa bà Hát mà báo công an tao giết chết luôn. Sau khi hành hung bà Hát, Tùng tiếp tục lấy dao chém gục bà lão. Lúc đó, người hàng xóm phát hiện sự việc nên trình báo công an phường Trúc Bạch. Tùng bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng con dao gây án khi anh ta xuất hiện trước ngôi nhà hiện trường. Bà Hát được cấp cứu và điều trị, tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 27%. Quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bà Hát không yêu cầu bồi thường dân sự và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.